Thưa quý vị, liên quan vụ hút thuốc lá vô tình làm nổ bóng bay khiến nhiều học sinh bị bỏng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu thầy giáo viết tường trình sự việc và kiểm điểm rút kinh nghiệm. Hiện sức khỏe của các em học sinh bị bỏng do bóng bay nổ dần ổn định. Theo bà Nguyễn Thị Khuyên, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Yên Định, thầy giáo tên gọi tắt là C báo cáo, sau buổi khai giảng, có cầm điếu thuốc đi len qua khu vực cánh gà của sân khấu, nơi treo chùm bóng bay. Tuy nhiên, vừa đi qua thì đã nghe tiếng nổ lớn. Thầy C cũng bị bỏng ở cánh tay. Bà Khuyên cho biết, việc thầy C hút thuốc trong trường là sai quy định, do đó thầy C phải viết bản kiểm điểm tường trình. Nhà trường cũng rút kinh nghiệm khi sử dụng bóng bay trong các sự kiện. Sau khi bị bỏng do bóng bay nổ, 10 em học sinh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định điều trị. Hiện tại, sức khỏe và tâm lý của các em dần ổn định, một em sinh về, chính em đang được tiếp tục theo dõi.